chúng sẽ chính mời cùng nhau được hát tất cả. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày hôm nay tất cả chúng con ăn chay hám mình để bước vào mùa tập nguyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng ngày sống thật khổ để ngày thêm vững mạnh và chiến thắng ác thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện di cùng Chúa hiện nay với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài viết sách ngôn sứ Gioan. Đây là sứ ngôn của Đức Chúa. Các ngươi hãy hết lòng nhờ về với ta, hãy ăn chay, khóc lóc và không biết khai ra, đừng xẻ áo nhưng hãy xẻ lòng, hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em.
tôn. Thưa anh em, chúng tôi là sức giả hay học đức Kitô, như thể Đức Tin muốn dùng chúng tôi mà quy dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi này xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đáng lẽ ngày mặc tội gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành người khác của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công tiến con người. Vì được cộng tác của Thiên Chúa, chúng tôi quy ngủ anh em. Anh em đã lãnh nhận thân người của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô nghiệp. Quả thế, Chúa phán rằng, ta đã nhận lời ngươi vào thời cao quý ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Vậy, đây là lời Thiên Chúa trên ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Nói
ta thấy việc hạ mình tự tôn bỏ ta phải là mọi một nơi nhà chúng ta thì chúng ta phải hạ mình. Thế là những cái gì mà chưa nay chúng ta nghe mà chúng ta đi hạ mình hạ lại hạ lại chúng ta tham hay là đi vào cái tâm lý của ta là việc đầu tiên giáo hội là chúng ta hạ lại chứ không phải nghe bỏ ra cái thứ gì đó cái gì chúng ta đang tiếp một cái gì đang hạ một cái gì mà bỏ do đó hạ từ từ bỏ từ từ bỏ cái gì cũng bỏ từ từ hạ ví dụ như chúng ta mấy cái nhỏ hay cái cực là con quyết tâm nếu con không quyết tâm thì con không bỏ được là chúng ta đứng về dự lương nó ăn nó nói nhưng mà chúng ta cũng do đó quyết tâm bỏ hôm nay bỏ chút mai bỏ chút hôm nay bỏ chút dễ mai bỏ chút bỏ đi không bỏ được gì để đi đi chúng ta tìm được hàng chúng ta không bỏ được là được đấy từ nhỏ từ lớn nhà từ lớn bỏ bỏ từ từ nào lại và đi tiếp tục thì khi cần thì làm được nào được rồi nào được rồi biết là thì con luôn đi tôi cũng ra đây con sớm đam mê bạn thứ hai đi thấy một lần nhà lên nhà xuống nhà tới nhà lui và luôn luôn là người ngồi ngay là người gọi chúng ta từ lời ăn tiếng nói cho đến tâm hồn cho đến hành động chúng ta phải sống trong sự thực và chúng ta quyết tâm để chúng ta sống được một ngày chúng ta đi chúng ta hạ mình chúng ta bỏ được cơ hội thì tâm của chúng ta thanh thoát được quỳ an và chúng ta cảm thấy hạnh phúc được. Mời các bạn anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin lành với nhà thánh chúa và tin tưởng xin người dẫn cho chúng ta để người chỉ sám hối của chúng ta các việc chúa thương chấp nhận. Lời Chúa là cha nhân từ đối với những ai khiêm tốn và tha thứ cho những kẻ biết ăn năn. Xin nghe lời chúng con thân nguyện và đồng tay nhau cùng đến cho hiện tại chúng con sắp nhận lấy cho này để chúng con kiên trì như con người này thanh thanh nhờ đâu sẽ được thiên chính quyền xin đang cử hành vọng như vượt qua của Đức Kitô con một Chúa dân hàng sông và hiền trì muôn đời. Hey!
anh chị em thân mến, khi bước vào mùa chay hạnh, chúng ta cần sạch tín cho nhân từ với những ai khiêm tốn trong thân tình xã hội của mùa chay. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hồi thánh đài dấu chỉ tình thương của Chúa cho muôn dân, chúng ta nhịp đời cầu xin cho hồi thánh luôn là chứng từ và lòng nhân ái và tha thứ của Chúa trên thế giới hôm nay. Xin Chúa nhận lời chúng con, mang lấy thân phận con cháu Adam, con người dễ phạm tội mà khó làm việc lành. Chúng ta hiệp lại cầu xin cho ơi Thầy Giác Khi Cô Hữu, khi thật lòng thông hối ân năng vì lỗi lầm đã phạm, tăng cường hiền lành bác ái yêu thương, để che ngưỡng mọi tình thương lên sâu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Không biết người Khi Cô Hữu có trong tâm trí mình một suy nghĩ, một hình ảnh lệch lạc về Thiên Chúa, họ coi người là đấng hai cái án và trừng phạt. Chúng ta hiện đại cầu xin cho các tín hữu hiểu rằng Thiên Chúa là một người cha nhân từ, hay thương xót và tha thứ, chẳng bất bình và giàu lòng khoan dung. Xin Chúa chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Love.
xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, con tin Chúa đang hiện diện trên bàn thờ dưới hình bánh rượu. Con tin Chúa là Thiên Chúa, vì yêu thương đã trở nên lương thực nuôi sống con hôm nay, để ban cho con sự sống muôn đời mai sau. Thiên Chúa đã phán, ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Giờ đây con xong được đón rước Chúa,
con không trở về, lòng con bối rối hoang mang. Nguyện chi ăn năn chừa lỗi, lành thêm nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành, lấy trái tim con tâm thiên ngài. Ngài là Thiên Chúa, cầu cho chúng con, cầu cho